Chào mừng các em đến với trang lời giải hay com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em văn bản tự tình bài 2. Văn bản nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 1 bộ sách cánh chiều Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày thôi nhé. Trước khi đi vào phần đọc hiểu văn bản, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một nhỏ trước khi đọc. Ở phần này, các em hãy tìm thêm những thông tin để hiểu rõ so hơn về tác giả Hồ Xuân Thương, hoàn cảnh sáng tác, thời gian ra đời của bài thơ tự tình, bài 2. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng sang phần 2 nhỏ trong khi đọc. Ở phần này, chúng ta có câu hỏi 148 như sau. Chú ý cách giao phần, dùng từ ngữ, đặc biệt là động từ, tính từ chỉ màu sắc, mức độ, thời gian và không gian. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc kỹ toàn bộ bài thơ, chú ý vào những chi tiết để bài yêu cầu. Về cách giao phần, bài thơ đã giao phần on ở cuối câu. Non, tròn, hòn, con. Trong bài thơ, tác giả đã sử dụng các động từ mạnh như trơ, chiên ngang, đâm toạc để thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ, dữ dội, quyết liệt của người phụ nữ. Tác giả cũng đã sử dụng các từ lái tượng thanh như văng vẳng để thể hiện những âm thanh nhỏ từ xa vọng đến, nhấn mạnh sự tính lặng của không gian, đây là nghệ thuật lấy động tả tính. Về thời gian là đêm khuya, không gian là im ắng, tính lặng, làm nổi bật số phận của người phụ nữ xưa. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bàn nhỏ sau khi đọc. Ở phần này, chúng ta có câu hỏi số 148 như sau: Hãy xác định bố cục của bài thơ, tác phẩm là lời tâm sự của ai về điều gì? Điều ấy có liên quan như thế nào đến nhan đề tự tình? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại bài thơ, ôn lại kiến thức về bố cục, vận dụng kỹ năng đọc hiểu để tìm ra bố cục, lời tâm sự mối liên quan đến nhan đề. Căn cứ vào thể thơ, chúng ta có thể chia bố cục của bài thơ làm 4 phần, bao gồm đề, thực, luận, kết. Ở hai câu thơ đề thể hiện nối niềm buồn tủi, chán trường của tác giả. Ở hai câu thực là diễn tả tình cảnh lẻ loi và nối niềm buồn tủi của Hồ Xuân Hương. Hai câu luận là nối niềm phấn uất, sự phản kháng mạnh mẽ của tác giả. Và hai câu kết thể hiện sự quay trở lại với tâm trạng chán trường, buồn tủi. Tác phẩm là lời tâm sự của tác giả Hồ Xuân Hương về cảnh ngộ éo le của mình, cùng với những nỗi niềm, nỗi buồn tủi cay đắng của thi sĩ. Nhan đề tự tình, tự tình có nghĩa là bộc lộ tình cảm, cảm xúc, tâm tình không cần che đậy, hay vay mượn bất cứ cảnh vật nào để bộc lộ. Hồ Xuân Hương nói về chính mình, về nỗi cô đơn của kiếp người, nỗi bất hạnh của kiếp má hồng. Câu số 2, những hình ảnh trong bốn câu thơ đầu của bài thơ cho thấy hoàn cảnh và tâm trạng của chủ thể trữ tình như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại bài thơ, ôn tập lại kiến thức, áp dụng vào bài thơ để nắm bắt được hoàn cảnh, tâm trạng của nhân vật trữ tình. Ở câu thơ đầu tiên, về thời gian là đêm khuya, đối với những người có thân phận lém mọn, quá khứ lới sở, thường gợi những trăn trở, thổn thức, là không gian ngập tràn nỗi cô đơn, trống trải. Cùng với âm thanh của tiếng trống vọng về, khiến tuổi càng thêm tuổi, nỗi cô đơn trống trải càng nhân lên. Người không gian mênh mông, vắng lặng đến rập ngợp, tiếng trống khen rồn gợi lên bước đi dồn dập của thời gian và sự rối bời của tâm trạng. Ở câu thơ số 2, trêu là trơ trọi, lẻ loi, là tuổi hổ, bé bảng, hồng nhan mà cứ phải chờ ra. Thể hiện nỗi niềm tủi hổ, đắng cay, chua sót của kẻ hồng nhan bạc phận. Ở câu thơ số 3, tác giả đám muộn rượu đời giải sầu, để quên đi nỗi buồn, sự cô đơn. Nhưng nỗi sầu ấy quá lớn không thể nào hóa giải được xứ lại thể hiện sự luẩn quẩn giữa tình và say trong tâm trạng buồn tủi, chua xót và bế tắc. Ở câu thơ số 4, hình ảnh tả thực, vàng trăng đá xế mà quyết chưa tròn. Ẩn dụ cho tuổi thanh xuân đã trôi qua, cuộc đời sắp sửa bóng xế mà tình yêu vẫn ràng rỡ, hạnh phúc chưa một lần trọn vẹn, viên mãn. Câu hỏi số 3, hình ảnh thiên nhiên và nghệ thuật sử dụng từ ngữ, nghệ thuật đối trong hai câu luận có gì độc đáo? và đó thái độ của nhà thơ đã được thể hiện như thế nào. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại bài thơ, đặc biệt chú ý vào hai câu luận. Sau đó, áp dụng kiến thức cú vào bài thơ để tìm ra nghệ thuật đối, thái độ của nhà thơ. Hình ảnh thiên nhiên và nghệ thuật sử dụng từ ngữ, nghệ thuật đối trong hai câu luận có sự độc đáo là Ở đây, tác giả đã sử dụng hình ảnh, rêu, đây là một sự vật yếu ớt, hèn mọn nhưng cũng không chịu mềm yếu đá im lìm nhưng nay phải rắn chắc hơn, phải nhọn hoắt lên để đầm toạc chân mây. Tác giả đã sử dụng các động từ mạnh như xiên, đầm, kết hợp với các bổ ngữ như ngang, toạc, thể hiện sự bướng bỉnh, ngang ngạnh. Nghệ thuật đối, đảo ngữ thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ, dữ dội và quyết liệt. Sức sống đang bị nén xuống đã bắt đầu bật lên mạnh mẽ vô cùng. Sự phản kháng của thiên nhiên cũng chính là sự phản kháng của con người. Nhà thơ đã thể hiện thái độ phấn uất, sự phản kháng mạnh mẽ dữ dội, quyết liệt của người phụ nữ, khát vọng nội loạn và tung đạp đổ tất cả những trói buộc đang đè nặng lên thân phận mình. Câu hỏi số 4 phân tích mối quan hệ giữa cảnh và tình trong hai câu kết để thấy được tâm trữ của chủ thể trữ tình. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại hai câu kết của bài thơ, ôn tập lại kiến thức, tìm ra những chi tiết về tình và cảnh. Sau đó phân tích mối quan hệ giữa tình và cảnh trong hai câu thơ kết. ở câu thơ thứ nhất ngắn nối xuân đi, xuân lại lại. Tác giả đã sử dụng từ ngắn để thể hiện cho tâm sự chán trường, bất mãn và ngắn ngầm. Xuân đi có nghĩa là tuổi trẻ con người cứ trôi qua, thời gian thì không chờ đợi. Xuân lại lại là vòng tuần hoàn của thời gian, cứ mỗi mùa xuân đến cũng là lúc tuổi xuân của con người mất đi. Đó là quy luật khắc nghiệt của tạo hóa. Tác giả đã ý thức được bản thân mình với tư cách cá nhân, ý thức về giá trị của tuổi thanh xuân và sự sống. Mùa xuân đi rồi trở lại, theo nhịp tuần hoàn, còn tuổi xuân của con người cứ qua đi mà không bao giờ quay trở lại. Ở câu thơ số 2, mảnh tình san sẻ tí con con. Mảnh tình ở đây là chút tình cảm nhỏ nhoi, không trọn vẹn. Tí con con là sự nhỏ bé, không đáng kể. Mảnh tình san sẻ là mảnh tình vốn đã không trọn vẹn nên lại phải còn sáng sẻ. Câu thơ này thể hiện số phận ngang trái của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, phải chịu thân phận làm lẽ, Câu hỏi số 5. Theo em, cách dùng từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ tự tình, bài 2 của Hồ Xuân Hương có gì khác với các bài thơ đường luật đã học ở trung học cơ sở? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy tập lại bài thơ, ôn tập lại kiến thức, áp dụng vào bài thơ để tìm ra điểm khác biệt giữa cách dùng từ ngữ, hình ảnh của bài thơ tự tình với các bài thơ đường luật đã học ở trung học cơ sở. Cách dùng từ ngữ, hình ảnh trong thơ Hồ Xuân Hương gây ấn tượng mạnh đó là các từ thuần Việt giàu hình ảnh, màu sắc và sắc thái đặc tả mạnh như các động từ dồn, rơ, xế, đầm tạc, xiên ngang, lại lại, sàn sẻ, các tính từ như say, tỉnh, khuyết, tròn. Các từ ngữ này biểu lộ chính xác và tinh tế trạng thái tâm trạng của nhân vật trữ tình. Đó là sự cô đơn, là sự khát khao được sống, được hạnh phúc. Tâm trạng ức uất bị xồn nén dường như thoát ra, trải ra những hình ảnh từ ngư táo bạo ấy. Hình ảnh trong bài thơ gây ấn tượng mạnh bởi nghệ thuật đặc tả. Nhà thơ đã đẩy đối tượng biểu tả tới độ cùng cực của tình trạng mang tính tạo hình cao. Câu hỏi số 6, bài thơ đã để lại cho em cảm xúc hoặc ấn tượng gì? Hãy viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng ghi lại điều đó. Để trả lời câu hỏi này các em hãy đọc lại bài thơ, vận dụng những hiểu biết khi đọc bài thơ áp dụng những kiến thức đã học để nêu lên quan điểm của bản thân về bài thơ một cách khách quan. Bài thơ đã để lại cho người đọc nhiều cảm xúc vừa buồn vừa chót thương cho thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Đồng thời cho ta thấy tâm trạng vừa buồn tủi vừa phấn uất trước duyên phận éo le và cuộc sống, dù họ đã gắng gượng vươn lên nhưng vẫn rơi vào bi kịch của cuộc đời. Bài thơ cũng cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản, bình dị lại là khao khát, niềm mơ ước cả cuộc đời của tác giả, của tất cả người phụ nữ trong xã hội phong kiến nói chung. Qua đó, ta thấy được bức tranh toàn cảnh xã hội phong kiến xưa, trọng nam khinh nữ và những hủ tục lạc hậu. Nhưng Hồ Xuân Hương đã đưa ra hình ảnh những người phụ nữ lên một tầng cao mới. Họ không chỉ là những người thấp cổ bê hỏng, bị trả đạp mà họ đã trở nên mạnh mẽ, dám chống lại cái xã hội phong kiến. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong văn bản tử tình trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 1 bộ sách Cánh Diều. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2 com để xem tiếp các bài dạy tiếp theo. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em!